trong ngành giáo dục huyện Đông Triều, có lẽ ít người không biết đến thầy giáo Nguyễn Hồng Quảng. Với thầy giáo Nguyễn Hồng Quảng, thời gian để lại ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là thời gian thầy giữ chức hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mỏ Cây 2, ngôi trường có bề dày thành tích không những của huyện Đông Triều, của tỉnh Quảng Ninh mà còn của cả nước. Trong mắt các đồng nghiệp, thầy Quảng luôn là một người thầy có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần đoàn kết, có lối sống hòa đồng vui vẻ, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Đặc biệt, thầy có kiến thức khá vững về lĩnh vực tin học, từ đó ứng dụng có hiệu quả vào quản lý, dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Còn với học sinh, thầy luôn là người thầy tận tụy, hết lòng chăm lo cho học sinh, không chỉ việc học hành mà còn cả trong cuộc sống. Đối với cá nhân em thì em thấy thầy Quảng là một người thầy giáo rất quan tâm đến học sinh ạ. Thầy quan tâm học sinh cả về mảng học tập lẫn các hoạt động của trường. Trong các ngày lễ cũng như là ngày kỷ niệm như là đợt 20 tháng 11 này thì thầy đã thể hiện được sự quan tâm của mình là thầy tổ chức các hoạt động cho học sinh, cũng đồng thời là phát động phong trào thi đua. Về học tập thì thầy quan tâm cụ thể là thầy phát động thi đua để học sinh có ý thức học tập thật tốt. Và trong ví dụ như là những giờ học, những tiết học nào mà lớp chưa có ý thức tốt thì thầy thường xuyên nhắc nhở, nhưng nhắc nhở bằng cách rất nhẹ nhàng. Điều đó giúp em thấy được là thầy giáo là một người rất quan tâm đến học sinh như thế. Thì về cá nhân của bản thân thì em thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa và tích cực hơn nữa, phát huy được việc học tập để không phải phụ lòng mong mỏi của thầy giáo. Trước khi chuyển về công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, thầy giáo Nguyễn Hồng Quảng là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mỏ Cây 2. 5 năm qua, bằng sự nỗ lực, cố gắng của cá nhân cùng tập thể giáo viên nhà trường, trường Trung học cơ sở Mỏ Cây 2 luôn khẳng định là lá cờ đầu của ngành giáo dục Đông Triều. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi luôn đạt trên 70%, nhà trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3, cấp độ cao nhất. Cùng với đó là rất nhiều giải thưởng của các em học sinh tại các cuộc thi do các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương tổ chức. 5 năm liền, nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh và được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Thầy Quảng là một thầy giáo rất là mẫu mực. Trong công việc thì thầy có những cái đức tính là rất là gần gũi anh chị em. Thầy luôn luôn chuẩn bị rất là kỹ những công việc mà thầy cần phải triển khai trong các cuộc họp. Thì trong công việc thì thầy rất là khoa học. Còn trong cái quan hệ đồng nghiệp thì thầy rất là gần gũi đồng nghiệp. Thì tôi thấy là những cái đức tính đấy tôi thấy rất là cần phải học hỏi ở thầy. Thực ra là nó rất là đời thường thôi. Nhưng tôi nghĩ là nó rất là cần thiết cho một người lãnh đạo thành đạt trong công việc. Song song với những thành tích mà tập thể nhà trường nơi công tác, nhiều năm liền, thầy Nguyễn Hồng Quảng luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện trao thưởng. Đặc biệt năm học 2013-2014, với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà nói riêng, của tỉnh Quảng Ninh nói chung, thầy Nguyễn Hồng Quảng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.